Nhưng mà gia đình cũng nghèo quá các vị biết không, cũng phải gửi vô chùa thôi chứ nuôi không nổi. Thì có cái thầy đó, thầy từ bi, thầy nhận nuôi làm phước, cho nên sắp xếp cho cái cậu bé đó đó đi ra đằng sau hậu liêu lo giả gạo, chứ còn không có được học hành gì vì không biết chữ, mà vừa ngu si mà vừa ốm yếu mà vừa bệnh tật. Thì cái cậu này làm việc rất chăm chỉ, không có sai sót cái gì hết, thầy dạy cái gì cũng nhớ, rồi là ăn cơm tương trao ngày hai bữa trong chùa là niềm hạnh phúc. Ở nhà không có cơm ăn mà vô chùa cơm trao rau dưa cà muối gì cũng hạnh phúc hết, không bao giờ biết đòi hỏi. Những người nghèo thì muốn xin cho có cơm qua bữa, có rồi bắt đầu đòi hỏi, cho nên cái người vậy cũng không tốt. Nên cậu bé này vô chùa rồi là có cái gì cũng mừng hết, cũng vui hết, rồi tinh tấn tu tập. Cứ ở miết đằng sau nhà bếp, 3 năm sau thầy trụ trì đi xuống hậu liêu, tình cờ mới gặp ông ta. Lúc đó trở thành một chú tiểu to cao đẹp trai, khỏe mạnh. Thì ông thầy rất là ngạc nhiên, trời ơi, tôi nhớ cái chú này cái tướng yểu là tướng chết, mà sao bữa nay chú to cao mà đẹp trai như vậy? Từ lúc vào chùa tới giờ con có làm cái điều gì điều thiện không? Thì cái cậu đó tên là Nampoku, người Nhật Bản đó, câu chuyện này bên Nhật, mới trả lời rằng: bạch thầy, con chẳng làm gì, con giả gạo, con chấp tác, con tụng kinh ở dưới hậu liêu, tại thầy đâu có cho lên chánh điện đó. Ngu si ốm yếu tật nguyền, con không có làm gì hết, con chỉ tụng kinh dưới hậu liêu, con giả gạo, rồi là con ăn tương chay đạm bạc mà không có bao giờ con phạm cái giới gì hết. 3 năm sau, cái tướng yểu của cái ông thầy nhỏ đã biến mất, trở thành một người rất là phương phi, là hảo tướng quang minh đó. Dù là ở hậu liêu nhưng mà thầy giảng cái gì cũng lắng nghe hết. Cái nhiều người nói con không nghe, con mắc ở dưới bếp, không, suốt đời không nghe pháp. Mình dưới bếp mình cũng phải nghe pháp, mình nên mắc làm vậy là được rồi, không anh biết nghe pháp, cho nên cả đời không biết gì hết. Thì cậu bé này đó là lắng nghe pháp, rồi là mở mang trí tuệ, rồi từ từ ông trưởng thành lên, trở thành một vị thầy rất là xuất sắc ở trong các vị tu sĩ trường phái.